Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội HIVS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Âu Phú tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022 tại xã Quốc Thái. Bà Lê Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ông Phùng Minh Tăng, Phó Bí thư Thường trực Quyền ủy, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 170 đại biểu và nhân dân tham dự. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại 77 năm ngày truyền thống Công an nhân dân 19 tháng 8 năm 1945 19 tháng 8 năm 2022 và 17 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 2005 19 tháng 8 năm 2022. Đặc biệt, các báo cáo tham luận trao đổi kinh nghiệm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới nhấn mạnh Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã đi vào cuộc sống, hướng về cơ sở, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở huyện An Phú nói chung và xã Quốc Thái nói riêng tiếp tục phát triển mạnh như xây dựng mô hình hai an, an ninh trật tự và an sinh xã hội, mô hình quản lý giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội, không làm trái pháp luật và tệ nạn xã hội mô hình rủ nhau làm tốt của xóm chăm, mô hình phát huy vai trò của các chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo và đồng bào dân tộc chăm tham gia phòng chống tội phạm, mô hình câu lạc bộ, cụ công an xã tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Các mô hình đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm tin có giá trị trong đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh COVID-19 xuất nhập cảnh trái phép. Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang và ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội HIVS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Âu Phú, biểu dương những kết quả đạt được. Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh và huyện nhấn mạnh, địa phương cần nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đặc biệt là quan tâm về chế độ chính sách, tạo mọi điều kiện để lực lượng công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nội dung ý nghĩa của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với các hoạt động gìn giữ an ninh trật tự tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tham gia quản lý cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư gắn kết việc thực hiện kế hoạch phối hợp liên tịch giữa công an với các ban ngành nâng cao chất lượng phong trào một cách toàn diện dịp này Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho ba cá nhân, tặng bằng khen cho một cá nhân có thành tích đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng bằng khen cho một tập thể và một cá nhân. Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng giấy khen cho một tập thể và một cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ủy ban nhân dân huyện An Phú tặng giấy khen cho 12 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội hivs và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh An Giang tặng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội hivs và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã Quốc Thái 10 triệu đồng. Công an tỉnh An Giang tặng 10 phần quà cho 10 gia đình chính sách và gia đình lực lượng an ninh trật tự cơ sở.